Bạn hôm nay gọi xe của mình là mình sẽ giới thiệu cho các bạn bông hoa đỏ chết không biết tên nha. Đây chính là bông hoa đỏ chết này. Đây. Bông hoa đỏ chết mình có một nửa sau rồi mình sẽ kiêm mấy chỗ mát nào, tại vì ở đây nắng quá. Mình sẽ miêu tả về cái bông hoa này nhá. Bông hoa này là nó màu đỏ, đỏ như hoa cây hoa phượng ví, đỏ như cái ánh mặt trời. Đấy. Ở phần bên trong thì nó không có gì ngoài màu đỏ và nó có một ít màu vàng nha. Đây các bạn lấy hoa này, hoa bao nhiêu là hoa, hoa với là hoa, hoa đẹp như tiên, hoa tiên, hoa điên như hoa đẹp như tiên. Hoa này rất là đẹp luôn. Để chung chọn cảnh mặt trời của vùng Bắc Hà này nhé. Hôm nay được đi Bắc Hà, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những thứ gì mà mình muốn. Để đẹp chưa các bạn ơi, bao nhiêu mà hoa khoe sắc khoe tuổi. Mình sẽ thử nhận thử thách không nói gì. Các bạn ơi, mình đi mỏi cả chân nên mình ngồi ở đây nhá. Ê. Ê. Và xem nhìn thấy cái đấy. Ui giời. Nếu có hoa ấy, biết hỏi, mình sẽ hỏi. Hoa ơi, mày tên gì? Tại vì hoa này không mình không biết. Mình chẳng mệt, mình quay hoa mình sẽ không bao giờ biết tên. Nhưng hoa hồng thì mình lại biết tên đấy các bạn ơi. Tại vì ở dưới mình có chứ hoa mấy hoa này mình không, ở dưới mình không có.
năm rồi. Chị đã chờ em nhé. Đâu cá chị khổ. Trời ơi, đứa chị của mình nó đi rồi. Chị Ánh ơi, I love you. Chị Ánh mà lại đi em đi. Mình sẽ hát cho các bạn bài này nhé. Tôi đã không bao giờ, tôi không bắt hát. Cái vui nó không bao giờ thơm và không bao giờ. Nhưng đôi mình nó quá là cái vui. Ai phải không tuyệt vời. Đó, quá vậy. Nếu mà là mình sẽ không giờ cả dành cả thanh xuân để người mùi này. Đấy, đẹp chưa? Phát sáng mình mới làm đấy. Ba chít có pê. Rồi con nói là xin nói tôi sẽ không bao giờ như vậy. Vì tôi biết, tôi không biết, vì tôi không bao giờ biết vậy. Vì chúng tôi là một anh em. Bye bye những lời ghét chú. Vô. Không nói, tôi xin lỗi làm như vậy. Các bạn ơi, mình sắp phải tạm biệt. Không bao giờ đẹp nhất thế giới, đẹp tôi là ơi, đẹp như thiên thần, đẹp như ánh mắt, đẹp như ông sao. Đấy các bạn ơi, mình đã gửi giới thiệu cho các bạn là những bông hoa đẹp như ánh mắt, đẹp như ngôi sao, đẹp như nàng tiên ở trên trời đấy. Nếu các bạn thấy video của mình cho hay cho mình xin một like, một chia sẻ, đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở những video sau. Xin chào các bạn.